Mới đây trên chức năng story của Facebook, Hoa hậu Hương Giang có chia sẻ hình ảnh đi du lịch tại Đà Lạt cùng gia đình hoa dâm bụt, gồm Đức Phúc, Eric, Hòa Minzy và một số bạn bè. Thế nhưng điều khiến cộng đồng mạng quan tâm chính là hình ảnh chiếc xe dành cho em bé bỗng nhiên xuất hiện trong căn biệt thự mà hội chị em nhà này thuê để nghỉ dưỡng trong những ngày qua. Ngay lập tức, cư dân mạng lại có dịp bàn tán xôn xao về việc Hòa Minzy mang cả con nhỏ đi du lịch cùng hội chị em, nên mới xuất hiện cái xe dành cho em bé. Có nhiều người cho rằng chuyện này rất bình thường. Nếu chị cả hoa dâm bụt thật sự đã có con với chồng thiếu gia, thì mọi người đều chúc mừng cặp đôi. Trước đó, Hòa Minzy liên tục bị dân mạng soi về việc bí mật sinh con cho thiếu gia Long An. Tin đồn bắt đầu có từ giữa năm 2019, khi nữ ca sĩ bắt đầu im hơi lặng tiếng, ít ra sản phẩm và hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Cô tuyên bố tạm ngưng các hoạt động giải trí từ tháng 7 2019 với lý do là chăm lo cho gia đình và luôn né tránh câu hỏi về việc khi nào kết hôn với bạn trai hay cả hai có kế hoạch sinh con. Sau thời gian nghỉ ngơi, khán giả nhận ra Hòa Minzy có nhiều dấu hiệu của một bà mẹ bỉm sữa. Trong nhiều hình ảnh, cô để lộ vòng hai lớn và kém săn chắc, thường xuyên mặc trang phục rộng để che vóc dáng. Đặc biệt, một số khán giả tinh ý nhận ra Hòa Minzy đã để lọt tiếng khóc của em bé vào cuộc trò chuyện trực tuyến bất ngờ với Đức Phúc. Có thời điểm, dân mạng chia sẻ hình ảnh Hòa Minzy mang thai, mặc đầm bầu, nhưng cô cũng vội vàng lấy lý do là hình ảnh trong dự án tham gia. Cô còn từng vô tình nói hớ việc muốn làm thông gia với gia đình cầu thủ Bùi Tiến Dũng, ngầm thừa nhận đã sinh con trai. Bởi trước đó, vợ chồng cầu thủ Bùi Tiến Dũng cũng chào đón con gái đầu lòng.